Ôi công nhận nha, tại vì em thấy họ trồng cây giống như trồng trong một cái bồn tắm, trông hay ghê, không biết là tại sao lại trồng ở đây anh nhỉ? Đây là một cái điểm khá là đặc biệt đấy, vì cũ ở đây là khu vực vệ sinh, và vệ sinh ngăn cách giữa cái phòng trước và phòng sau, đây là một cái không gian một phòng, đằng trước là một phòng, thì khu vực vệ sinh giữa này nó có cái bồn tắm. Đấy, thì mình tận dụng luôn cái bồn tắm này để làm cái bồn cây. Đấy, nó đầy đủ luôn công năng của một cái thoát nước. Đấy, rồi chống thấm. Và để mà tạo ra cái chiều sâu đấy, thì mình bố trí một cái gương. Đấy, thì nó như đằng sau có một không gian. Đấy, như anh nói lúc nãy là nó nếu mà cả một cái gương nó to quá ấy, thì người ta phát hiện ngay ra đấy là một cái gương. Nhưng mà khi mà mình lấp ló này thì nó như một cái không gian nữa đằng sau. Thì cái quán của mình nó rất là mở, đấy, không gian mở. Và cái cây này cũng phải lựa chọn cái cây trong nhà một tí nhá, chứ không là nó sẽ chết đấy. Và nó cũng là một cái góc xinh xinh kết thúc một cái con đường ở đây. Và nó là cái điểm nhấn trung tâm thì tất cả các bạn xung quanh nhìn vào đây. Họ còn chiếu đèn xuống. Okay, thì bóng cây này với cả cái đèn chùm nó là tổng hòa của một cái không gian nó chính phụ. Đấy, thì các không gian bên ngoài thì nó sẽ là phụ hơn, nó đều hướng mắt vào đây. Ok, rồi em đi xem bên đây này. Dạ vâng. Wow, lên đến tầng 4 thì hoàn toàn là một cái không gian khác luôn anh nhỉ? Đây là tầng 4. Để cho khách hàng nó có cái lý do để lên trên này thì mình phải tạo ra một cái sự đặc, thật sự đặc biệt. Đấy, và đây là một cái sự đặc biệt. Thì đã lên đây thì rất là mỏi chân rồi. Đấy, và lên đây một cái cảm giác nó khác. Đấy, nó nghỉ ngơi, nó yên tĩnh hơn. Đấy, nó kín đáo hơn. Và mình sẽ nằm ngả ngớn được. Ở dưới thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, không, người ta sẽ đi qua các tầng. Đấy, còn lên trên này thì không ai đi qua nữa. Đấy, thì một cái gia đình có thể lên đây chơi. Đấy, nằm những cái ghế này hoặc là nằm ngả ngớn nghỉ trưa. Rất là thú vị. Và đây là một cái lý do để khách hàng có thể lên đây được. Chứ nếu không có cái lý do là thì cũng không ai lên đây. Trên này thì cũng rất là thoáng bởi vì là cái khoảng xẻ thông tầng này xuống cái phần sân vườn ở bên ngoài và cũng hướng ra mặt trước nữa. Có rất nhiều cửa sổ. Đấy, thì ra trên này thì nó cũng chỉ giải quyết vấn đề thoải mái. Người ta có thể nằm ngả ngớn được và trẻ con có thể chạy nhảy được.